2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùi Giò, bình viên tàu lao chào bị đau Trần Hoàng Đại Lâm Ballo Tali. Đây là sân cầu tre Huyền Thoại, hẻm 139 đường Lê Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kèo hạng nha các bạn. Ở bên kia là tài nhỏ Trầm Dên Phước Tim, đầu giò 10m, 3 cái đầu không nha các bạn, 3 cái đầu không. Tỷ số là 8 đều. Còn bên đây là Úc Đẹp Trai, gơ tay kỳ đội cho Úc Đẹp Trai. Tỷ số là 8 đều, các bạn hãy chờ xem điều gì đang xảy ra với kèo hạng này nha. Tỷ số lần là 8 đều. Một pha có thể nói là quá khó. Úc Đẹp Trai quá cố gắng, Úc Đẹp Trai nó lăn lộn bên lề sân luôn rồi. Úc Đẹp Trai quá cố gắng phá bóng gì rồi. Tỷ số đang là 98 nghiêng về cho bên ba, ba cái đầu bên kia. Thật sự tài nhỏ Trầm Dên Phước Tim, ba cái đầu rất lợi hại, rất khó chịu các bạn ạ. Còn đây là các bạn nào có chơi xe rác thì vào kênh Vũ Tấn Xe Rác nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vũ Tấn Xe Rác nha. Tham khảo tham quan. Đây là kèo hạng duyên nợ giữa tài nhỏ và gơ tay, chưa có hồi kết bao giờ hết. Tỷ số là 98. Bên phía bên ba là 10m, còn bên đây là 9m. Đẳng cấp cho Trầm Dên vừa rồi. Một pha lên bóng quá khó chịu gì rồi của Trầm Dên khi lên lưới. Có thể nói Trầm Dên và tài nhỏ tầm khoảng 1m63 thôi các bạn ơi. Nhưng thật sự Trầm Dên bật rất tốt, tuổi trẻ các bạn à. Trầm Dên cũng hiện tại bây giờ cũng tầm 22, 23 tuổi trở lại thôi. Còn tài nhỏ là sinh năm 95. Tỷ số là 18. Đây là kèo hạng quá hay cho Phước Tim. Lại là một pha không hiểu ý nhau giữa Trầm Dên và tài nhỏ. 90. Đừng chơi thầy cái là đấu tấu. 90. Cơ hội rút ngắn tỷ số của Úc Đẹp Trai. Đáng tiếc một pha vừa rồi của Đẹp Trai. Quá hay cho cái chân cố Đẹp Trai. Lại là Trầm Dên. Có thể nói cảm giác Trầm Dên quá tuyệt vời các bạn ơi. Trầm cảm giác quá tuyệt vời. Còn đây là nhóm của anh em Trầm Mã. Nhóm của anh em Trầm Mã đang rình rập cáp kèo và cáp kèo phía ngoài nha các bạn. Có rất nhiều cầu thủ có tuổi mà không có tên. Lại là Úc Đẹp Trai. Lại là Úc Đẹp Trai mổ nữa rồi. 10-11. Đây là nhóm cổ động viên của gơ tay và Úc Đẹp Trai lẫn lộn. Địch cũng có mà ta cũng có nha các bạn. 10-11. Bên kia là bộ ba Phước Tim, tài nhỏ và Trầm Dên. Ba cái đầu rất khó chịu, thật sự ba cái đầu quá tuyệt vời. Tỷ số này là 10-11. Rất kịch tính, rượt đuổi tỷ số với nhau. Đầu tay lên quấn phải. 10-11. Đập đập môi.
Tôi thể nói một pha gì rồi. Chồng đầu của đẹp trai của Trầm Dân. 12-10. Đây là tính chất của cầu hẹn, lúc nào cũng đang rất sung. Quá khó, thật sự quá hay cho tài nhỏ pha bóng vừa rồi. Tôi thể nói một pha quá phòng thủ quá hay của tài nhỏ. 11-12. 11-12. 11-12. Rất hay, rất hấp dẫn. Mười một mười hai. Lên đèn đi. Đèn sáng quá đi coi rồi. Lại là một pha quá cảm giác của Trầm Dân. 12-0. Tài nhỏ đã bắt bài. Một pha tài nhỏ phòng thủ đã bắt bài không? Lại là lần thứ hai. Tiếp tục lại là tài. Bóng ra ngoài. 12-0. 12-0. Đúng như tinh chất trận đấu kèo hẹn này các bạn ạ. Được đội tỷ số quá tuyệt vời. Đúng như tính chất của trận đấu thật sự cho các bạn ơi. Tranh thủ thời gian, đang nghỉ ở đâu? Liếp rồi, chai nóng và chai lạnh. 135.000 một chai. Chai đâu mỗi vài gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ôi cơm. Dưới xỉu là cái gì? Nói cho qua nghe đi. Cái gì? Qua ăn hỏi dưới xỉu là gì? Hả? Đứng hình. MU31 đứng hình. Chelsea 0-0 đứng hình. Anh thua quá giờ anh quá luôn rồi. Chào chị. Tỷ số này là 12-12. Trận đấu đang quá sung quá hấp dẫn các bạn ơi. Quá hay. Wow. 13-12. 13-12. Vậy. Thôi cái cây cầu muốn đâu cũng được. Mười ba mười hai. Đẳng cấp quá hay cho GT. Tôi thấy nó một pha phòng thủ quá tuyệt vời của GT các bạn. Một pha quá hay cho GT. Ra ngoài. Bóng ra ngoài. 14-12. 14-12. Tôi thấy nó là trận kèo hẹn đúng như tính chất trận của kèo hẹn các bạn ơi. Út đẹp trai vào cơ tay đang vượt lên 14-12 rồi. Các bạn hãy chơi xem ai sẽ vào bờ nha. Trận đấu rất hay, rất kỳ tính. 14-12. Các bạn hãy chờ xem Út đẹp trai và gơ tay như thế nào đây. Đây đang vô hàng và vô hàng dằn bạc luôn xuống rồi. Vô hàng và vô hàng. Bên đây là nhóm của Misen. Gò dấp, chuồng bò gò dấp nhóm bên đây. Ai đang ai?
Lợi thế đang nghiêng về cho Gơ Tây và Út Đẹp Trai. Lại là cú mổ bóng của Út Đẹp Trai. Cầm dên quá hay cho Gơ Tây. Lại là Út Đẹp Trai. Kết thúc chương trình. Kết thúc chương trình đài truyền hình. Đây là hết. Xin chúc mừng Út Đẹp Trai và Gơ Tây. Quá hay, quá hay. Xin chúc mừng Út Đẹp Trai. Lên đèn, lên đèn. Khi con phố lên đèn. Quá hay, quá hay. Chú Đẹp Trai và Gơ Tây. Út Đẹp Trai lại đây nhìn cái mặt dễ thương kia nè. Đây là Út Đẹp Trai có cú ăn mừng rất dễ thương đây. Đây, 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 đây. Quá dễ thương, quá dễ thương. Quá dễ thương Út Đẹp Trai. Cú ăn mừng quen thuộc của Út Đẹp Trai. Quá dễ thương. Ok Út Đẹp Trai. Xin chúc mừng, xin chúc mừng Út Đẹp Trai và Gơ Tây. Quá tuyệt vời, vô bờ và vô bờ. Các bạn thấy nhớ share và like, like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.